Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 90. Tôi thấy được A-di-đà Phật, báo thân của Phật. Trong Đại Thừa Giáo nói, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Phàm phu sáu cõi chúng ta không thấy được. Không chỉ phàm phu sáu cõi không thấy được, mà pháp giới bốn thánh cũng không thấy. Vì sao vậy? Vì chưa thấy tánh. Cái báo thân này là thân pháp tánh. Người chưa kiến tánh thì không thể thấy được. Tháng 11 năm 2005. Bởi vì ăn uống không cẩn thận, tôi ở Bắc Kinh bị bệnh. Tôi bị nóng sốt. Lúc đó ở trong khách sạn, bác sĩ Lưu của Bắc Kinh đến xem bệnh cho tôi. Kết quả chẩn đoán, ông ấy nói tôi bị lạnh dạ dày, bị viêm dạ dày cấp tính, cho nên người bị phát sốt. Ngày 16 thì tôi đến Bắc Kinh. Buổi tối đêm ngày 17 liền xuất hiện một cảnh giới rất thù thắng, trước giờ chưa từng thấy qua. Tôi thấy được A-di-đà Phật, thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật, thấy được Tỳ Lô Giá Na Phật, thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát, còn thấy được rất nhiều thần hộ pháp. Thân tướng đó bao lớn vậy? Lớn giống như hư không vậy. Cái cảnh giới đó rất sống động, rất tường tận. Trong cảnh giới đó có người hỏi tôi, còn có cái gì vướng bận hay không? Tôi nói không còn. Còn có cái gì để lo lắng hay không? Không có. Con còn có cái gì không thể buông xuống hay không? Không có. Còn có việc gì không thể giải quyết hay không? Không có. Còn có người nào gặp qua một lần nữa hay không? Không có. Hết thảy đều không có. Tôi nói, hiện tại con rất muốn theo Phật A-di-đà đi đến thế giới cực lạc. Lão sư đã nói qua với tôi, cả đời này là do Phật Bồ-Tát an bài cho tôi. Nếu như Phật Bồ Tát còn cần tôi ở thêm vài năm không chướng ngại, cũng không hề gì. Đến đây thì liền tỉnh dậy, cảnh giới rất là rõ ràng. Đến ngày thứ năm, bác sĩ Lưu đến bắt mạch cho tôi. Ông nói bệnh độc trên thân tôi hoàn toàn tiêu mất rồi, không còn nữa, nên cho tôi ăn uống bình thường, cố gắng điều dưỡng thân thể. Tôi trở lại Hồng Kông nghỉ dưỡng hết một tuần lễ. Tôi liền bắt đầu hồi phục giảng kinh. Cho nên người có lòng tự tin. Năm xưa, Đại sư Chương Gia đã nói với tôi, chỉ cần chúng ta chân thật phát tâm, đem thân thể của chính mình phụng hiến cho chư Phật Bồ Tát, tất cả đều có chư Phật Bồ Tát chiếu cố. Chúng ta chính mình cũng không cần phải bận tâm gì. Tôi nghe lời lão sư nói, 100% tin tưởng, không có chút hoài nghi nào. Cho nên cả đời là do Phật Bồ Tát an bài. Thuận cảnh là an bài, nghịch cảnh cũng là an bài. Người ta tán thán tôi là do Phật Bồ Tát an bài. Người kia hủy báng tôi, nhục mạ tôi, cũng là Phật Bồ Tát an bài. Tuyệt đối không có chút tâm oán hận, càng không có tâm báo thù. Cả đời vĩnh viễn sống ở trong thế giới cảm ơn. Bạn nói xem, an lạc dường nào?
Tuy nhiên có một số sự việc, như những việc tham gia hội nghị hòa bình thế giới, thế nhưng không ảnh hưởng tâm thanh tịnh của tôi, không có chút quấy nhiễu nào đối với việc tu học của chính mình. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.